Trở lại với kênh Vivu Thọ Sức để tiếp nối hành trình tham quan 1000 ngôi chùa. Hôm nay Vivu Thọ Sức đã có mặt tại chùa U Đàm, chùa tọa lạc tại số 259 đường Kha Dẫn Cân, phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Thì phía sau của mình đây là chánh điện của chùa nè các bạn. Thì bây giờ chúng ta hãy cùng vào tham quan chùa nhé. Hình ảnh mà quý vị và các bạn đang thấy là cổng tham quan của chùa U Đàm. Mái của cổng tham quan được lợp bằng ngói lưu ly, trên đỉnh mái có treo quốc kỳ và Phật kỳ. Phật kỳ là biểu tượng và tượng trưng cho Phật giáo được sử dụng chung trên khắp thế giới. Chào mừng các bạn, bây giờ chúng ta hãy cùng vào tham quan chùa U Đàm các bạn. Thì phía sau cổng tham quan của chùa nằm ở phía bên phải á, chúng ta có một khu vực đặt tôn tượng của Bồ Tát Quán Thế Âm. Thì đây là khu vực mà mình thấy rất là nhiều Phật tử đến lễ bái tôn tượng. Thì các bạn xem rất nhiều đến đây nha các bạn. Đang ở trên hòn non bộ, phía dưới có tiểu cảnh. Ở đây có một bông hoa sen trắng nữa các bạn. Thấy không? Mình zoom cho các bạn xem. Tiếp theo chúng ta thấy có một quan âm cát. Đây là quan âm cát nữa các bạn. Thì ở bên trong quan âm cát thì có tôn tượng của Bồ Tát Quán Thế Âm. Thì cao khoảng 5 mét nha các bạn. Anh quay cho các bạn xem. Đây, chờ mình tí nha. Lên khu vực này chúng ta phải để giày dép ở bên dưới. Bây giờ mình sẽ quay tổng quan, còn hồi mình sẽ quay cận cảnh lại cho các bạn xem nha. Ở phía sau tôn tượng của Bồ Tát Quán Thế Âm này có một tôn tượng của Bồ Tát Quán Thế Âm nữa, hướng về chánh điện. Đây nè các bạn, có chú Đại Bi nữa. Đây là khu vực quan âm cát nha các bạn. Rồi chúng mình sẽ quay cận cảnh cho các bạn xem nha. Đây là chú Đại Bi. Đây là quang cảnh ở bên ngoài chánh điện của chùa U Đàm mà các bạn. Qua đây là quan âm cát, hồi nãy chúng ta mới tham quan nè. Đây là chánh điện. Còn khu vực bên này là bảo tháp của ngài trụ trì.
người đã khai sáng ra chùa U Đàm các bạn. Để quay cho các bạn xem. Đây là bảo tháp này. Đây. Bây giờ chúng ta sẽ đi về khu vực chánh điện. Ở khu vực chánh điện ở phía trước á, có một bát hương rất là lớn. Và còn có một tiểu cảnh Hòn Nông Bộ nữa, nghe tiếng chảy gốc gách rất là im tai. Anh quay cho các bạn xem. Đây có tôn tượng của Đức Phật Di Lặc. Này thấy chưa? Nước chảy rất là nghe rất là im tai. Bây giờ chúng ta sẽ đi lên chánh điện. Ở khu vực này thì các bạn để giày dép ở bên dưới cái bậc thềm này nhé. Có bé ở đây giữ cửa chùa hay gì đây. Đây là không gian bên trong chánh điện nè các bạn. Sau khi lễ bái Phật và các vị Bồ Tát ở chánh điện, chúng ta sẽ cùng nhau chiêm bái cận cảnh các tôn tượng ở chánh điện của chùa U Đàm này các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng Vi Vu Thọ Sức tham quan chùa U Đàm tại thành phố Thủ Đức. Thì video đến đây là kết thúc. Nếu thấy hay hãy bấm like, share và subscribe cho kênh của mình nha. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong video tiếp theo. Cảm ơn các bạn và chào các bạn.